Chào mọi người đến với kênh MMO của mình nha. Video này mình sẽ giới thiệu cho mọi người một chương trình iGop nhận top cần GE12 các bạn. Để tham gia chương trình iGop này, mình link phần demo tại Telegram và bấm nút start chat chatbot các bạn. Trên kênh của mình đã có nhiều top cần về ngay tất cả các bạn. Chương trình iGop này các bạn sẽ nhận được một top cần GF12 bằng 5S, nó sẽ đến sàn Uniswap và sàn Hotbit các bạn. Rồi các bạn bấm vào pha vàng. Rồi các bạn bấm vào join iGop nha tất cả các bạn. Rồi tập cần này nó lấy sàn Bobit và Uniswap các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên các bạn join kênh group kênh Chalo nữa các bạn. Rồi các bạn join một kênh nè. Rồi các bạn bắt đắp lên các bạn. Rồi các bạn join tiếp kênh channel nữa nè. Cái kênh. Đây mình link tìm cái con chắc nó các bạn. Đi cụ market. Rồi các bạn bắt đắp lên tiếp tục các bạn. Follow thì các bạn theo dõi và pinbot nữa các bạn. Chia nhiệm vụ khá là đơn giản các bạn. Rồi các bạn chỉ việc nhấp vào cái mục server các bạn. Rồi các bạn chờ mình chút xíu nha các bạn. Và phan rồi các bạn chờ xíu các bạn. Rồi các bạn bấm theo dõi nè các bạn. Rồi các bạn bấm like đến cái nè. Con này giá khá là cao nha tất cả các bạn. Rồi các bạn like nè. Giờ các bạn tự quyết lên các bạn. Rồi các bạn test lại nha các bạn. Phải. Rồi sau khi các bạn test lại thì các bạn bắt đắp lên các bạn. Các bạn chạy vào bot Telegram các bạn bấm vào nút submit tên các bạn. Rồi các bạn chờ chút xíu nha các bạn. Rồi nó hỏi các bạn có join trên chat chấm trên lời không các bạn bấm don nha các bạn. Submit you profile link. Rồi các bạn gỡ lời cái đường link profile username của mình nha các bạn. Các bạn cũng mở trang trader của mình ra nè các bạn. Các bạn nhấp vào hồ sơ. Các bạn muốn nhấp vào ba chữ cái trên đầu các bạn chia sẻ còn cái video gì mình đã bạn công chuyện tất cả các bạn, mong tất cả các bạn thông cảm các bạn. Mình sẽ cố gắng làm những tìm những nguồn góp chất lượng cho tất cả các bạn làm các bạn. Rồi các bạn sao chép nha các bạn. Và những nguồn góp nào sự cam thì mình cũng sẽ gặp thập nó các bạn, mình sẽ lấy nguồn góp đó nữa. Rồi các bạn gọi cho bot nha các bạn. Rồi các bạn gỡ đi chỉ wallet in token nữa. Các bạn mở dưới địa chỉ chút wallet quá nè. Các bạn chụp xíu nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH các bạn. Và mình cũng thông báo cho tất cả các bạn luôn, một token trên kênh mình đã có một token là hướng dẫn nhận 14.000 token EFS, nó đã phân phối cho các bạn. Rất là ngon luôn các bạn ơi. Token này nó sẽ list sàn Uniswap giá hy vọng giá cao nha tất cả các bạn. Sau này mình có swap thì mình sẽ hướng dẫn các bạn swap các bạn. Rồi các bạn sao chép nè. Các bạn gọi cho bot nha các bạn. Có nhiều bạn nói mình sao làm iGop không về, mình sao mình về các bạn không về được. Rồi các bạn gọi cho bot nha các bạn. Rồi hỏi có join kênh Telegram không? iGop không bạn nhấp vào thích. Rồi. Nó liên thông với nguồn hai gấp này ta. Rồi bấm bấm đoan nha bạn. Rồi nó có tự quyết thêm của bạn bấm check nha bạn.
Rồi các bạn lấy link ghép mà chia sẻ cho một bà và người thân bằng vậy video mình đến đây. Ê, và mình cũng thông báo cho bạn trên kênh mình luôn là một con tóc cần chạy trên tảng TC20 nè các bạn. Phan con này nè các bạn. Đã về nữa nè các bạn. Và hôm qua một tóc cần là nhận 50 tóc cần IRI này cũng đã về luôn các bạn. Hôm qua là về mình về hai con đó các bạn. Và là nhận tóc cần OGN cũng về nữa các bạn. Thì video này kết thúc, chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn tất cả các bạn những video tiếp theo của mình nha.